Xin chào quý vị và các bạn, cùng đến với vlog bóng đá của chúng tôi và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chọc tức đấu thủ Alessandra Atnon nghi cơ bị kỷ luật. Theo The Sun, tiết lộ Tran Alessandra Atnon có thể bị kỷ luật sau khi tạo tranh cãi trên sân ETH. Sau khi giúp Liverpool gỡ hòa 1-1 trước Manchester City, Tran Alessandra Atnon chọn chạy đến góc gần nhất để đánh dấu khoảnh khắc của mình. Anh dang rộng hai tay khi chạy về viết khung thành trước khi đứng trước cổ động viên Manchester City tại RTH và đặt ngón tay trên môi. Trong cuộc phỏng vấn sau trọng đấu, Alexandra non thừa nhận về sự hạ hê vì những gương mặt rất buồn cười của cổ động viên đội chủ nhà. Cách ăn mừng của ngôi sao Liverpool gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội từ cổ động viên đối thủ. Những người cáo buộc ngôi sao người Anh cố tình chế nhạo họ, do đó hậu vệ sinh năm 1998 đứng trước nguy cơ nhận án phạt. Cụ thể, Giờ Xuân chia sẻ, luật 12 từ FI quy định rằng cầu thủ phải nhận án phạt cảnh cáo vì có cử chỉ hoặc hành động khiêu khích, chế nhạo hoặc kích động. Trong tài Trick Kavanagh quyết định không đưa ra bất kỳ án phạt nào trong trận, nhưng không biết liệu ông có đề cập đến màn ăn mừng ở báo cáo sau trận hay không. Nếu Kavanagh làm như vậy, bộ phận kỷ lực của FI có thể can thiệp. Thành tích của mikel Arteta và Arsene Wenger sau 200 trận cho Arsenal, trang 90 mươi minh đã đưa ra thống kê về thành tích giữa huấn luyện viên mikel Arteta và huấn luyện viên Arsene Wenger sau 200 trận đầu tiên dẫn dắt Arsenal. Chiến thắng tối thiểu đầy khó khăn trước Brentford của tuần vừa rồi là trận đấu thứ 200 của huấn luyện viên Michael Arteta trong vai trò dẫn dắt Arsenal, giúp Arteta thiết lập một cột mốc ấn tượng với 116 chiến thắng sau 200 trận đấu của pháo thủ, vượt qua kỷ lục của Arsene Wenger 111 trận thắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mike Arteta đã chia sẻ về lần dẫn dắt thứ 200 của mình. Hôm nay là trận thứ 200 của tôi và khi nhìn thấy nụ cười của các cầu thủ, cũng như đội ngũ nhân viên của câu lạc bộ thì tôi rất hạnh phúc và không thể tự hào hơn được nữa. Tất nhiên, huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ còn một quãng đường dài để so sánh với thành tích của huấn luyện viên Wenger với 1.235 trận đấu nhưng kết quả của Arteta khá tích cực so với người tiền nhiệm của ông ở giai đoạn tương tự trong thời kỳ còn tại vị trẻ Emirates. Thành tích của Michael Teta sau 200 trận đấu sau khi tiếp nhận vai trò từ Unai Emery giữa mùa giải 2019-2020. Ateta chỉ giành được danh hiệu duy nhất trong trận chung kết FI được tổ chức mà không có khán giả trước khi dẫn dắt đội bóng đạt vị trí thứ 8 trong mùa giải đó. Sau đó, niềm tin của người hâm mộ đã được đền đáp khi ở hai mùa giải gần đây khi Arsenal đã lột xác một cách ngoạn ngục. Ở mùa giải 2021-2022, Arsenal tự làm mắt tấm vé giữa Champions League, thì vào năm sau, pháo thủ bất ngờ trở thành ứng viên cho chức vô địch Premier League. Tất nhiên, nỗi buồn tụt mắt trước vô địch vào tay Manchester City sẽ khiến người hâm mộ tiếc nuối nhưng Arsenal đã có lòng quay trở lại Cúp C1 châu Âu sau 6 năm chờ đợi. Và hiện tại vẫn là một cứng cử viên nặng ký do danh hịch vô địch. Ngoại Anh cũng là một thành tích ấn tượng của huấn luyện viên Ateta khi dẫn dắt pháo thủ. Sau 200 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Ateta, Arsenal đã giành được 116 trận thắng hòa 34 trận nhưng thua tới 50 lần so với huấn luyện viên Wenger 152 bàn thắng về hiệu số bằng thắng bại của pháo thủ. Thành tích của AC Wenger sau 200 trận đấu, Arteta có thể tự hào về số lượng chiến thắng nhiều hơn huấn luyện viên Wenger đã giành được danh hiệu Premier League đầu tiên ở trận đấu thứ 200 của mình. Gần như sau khi ông đến Highbury vào mùa thu năm 1996, ông thầy người Pháp đã đặt ngay dấu ấn của mình tại Arsenal. Không chỉ vậy, ngoài những thành tích trên sân cỏ, ảnh hưởng của Wenger còn được gắn liền với hình ảnh cơ sở hạ tầng hiện tại của câu lạc bộ. Có thể nói Wenger chính là người đặt nền móng đầu tiên cho sự thành công của Arsenal kể từ khi ông tiếp nhận vai trò huấn luyện viên trưởng. Sau 200 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, Arsenal giành được 111 trận thắng, 53 trận hòa và thua 36 trận. Hiện số bằng thắng bại là dương 158 bàn. Tiền đạo Hồng Quốc trải lòng về trận thua của Tottenham Hotspur trước Aston Villa, thất bại thứ ba liên tiếp của gà trống ở Premier League. Sau giai đoạn thăng hoa đại mùa giải, Tottenham Hotspur đã trở lại đoàn quân huấn luyện viên Ange Postecoglou nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Aston Villa trong khuôn khổ vòng 13 Premier League. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của gà trống ở giải đấu cao nhất nước Anh. Giovanni Lo Celso giúp Tottenham vươn lên dẫn trước ở phút thứ 22 sau tình huống dứt điểm sắc bén lạnh lùng. Thế nhưng Aston Villa đưa trận đấu về thế cân bằng khi Paul Torres lập công ở phút bù giờ hiệp 1. Hàng phòng ngự chơi thiếu chắc chắn của Tottenham trả giá đắt khi hai khi Oli Waskin ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng chung cuộc 2-1 cho Aston Villa. Chia sẻ sau trận đấu, Son đã gửi lời xin lỗi đến cổ động viên. Tôi rất xin lỗi cổ động viên Tottenham thua 3 trận liên tiếp. Đây rõ ràng không phải là điều đội bóng muốn hướng đến. Tottenham tiếp tục tiến lên vào cuối tuần tới. Với tư cách đội trưởng, tôi khẳng định mọi người đã cố gắng nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ toàn đội đã cống hiến tất cả. Thật khó chấp nhận kết quả này, thế nhưng tôi hạnh phúc hài lòng khi các đồng đội đã nỗ lực hết mình. Bất chấp kết quả thất vọng, Son có ngày thi đấu đầy nỗ lực, tuy nhiên chân sút người Hàn Quốc tỏ ra thiếu may mắn khi cả 3 lần đưa bóng vào lưới Aston đều bị từ chối do lỗi lượt về. Manchester City đã có vũ khí mới trả lời phỏng vấn sau trận hòa Liverpool, Bernardo Silva đã nêu lên một cái tên có thể khiến Jack Grealish mất vị trí. Theo Bernardo Silva, ma thuật độc đáo của Jeremy Doku có thể đưa Manchester City đến vinh quang mới ở mùa giải này. Doku đã mang đến cho hàng thủ Liverpool một buổi chiều thử thách khi thực hiện 11 lần rêu bóng trong trận nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League mùa này. Simpha ca ngợi tác động của bản hợp đồng mùa hè trị giá 55 triệu bảng từ Rennes và cho biết không có giới hạn nào đối với những cầu thủ chạy cánh người Bỉ không thể đạt được. Simpha nói, anh ấy là một bản hợp đồng tuyệt vời và đã chơi rất tốt cho chúng tôi. Hy vọng anh ấy có thể tiếp tục tiến bộ, tiếp tục học hỏi và giúp chúng tôi nhận được các chinh hiệu. Bạn không thể cho anh ấy những giới hạn nếu không Doku sẽ mất mất đi phép thuật của mình. Chúng tôi phải để anh ấy là chính mình đồng thời biết rằng anh ấy có trách nhiệm giúp đỡ chúng tôi khi không có bóng. Nhưng tôi nghĩ Doku đang làm rất tốt khi tôi chơi với Jeremy, tôi gắn cố giúp đỡ và cho anh ấy sự tự do để có thể làm việc của mình. Dijon nêu ứng viên vượt trội để thay thế Junger Klopp. Liverpool có thể tiếp cận Xavi Alonso của Bayer Leverkusen để làm người kế nhiệm Junger Klopp tại Anfield. Dijon đưa ra nhận định của mình. Liverpool sẽ phải lên kế hoạch cho sự ra đi của Klopp sau nhiều năm ông gắn bó với đội và có thể tập trung vào những cựu cầu thủ của mình. Steven Gerrard đã được người hâm mộ nhắm đến thay thế Klopp anh dẫn dắt Ranger đến trước vô địch ngoại hạng Scotland đầu tiên sau 10 năm trong mùa giải 2020-2021. Nhưng thời gian dẫn dắt Aston Villa lại khiến uy tín của huyền thoại này bị giảm sút. Trong khi đó, Xabi Alonso đang rất thành công với bây giờ Liverpool Sen, đưa họ lên ngôi đầu bảng Bundesliga mùa này. Dan nói với Guillermo Sport, tôi nghĩ điều đó thực sự thú vị và đầy hứa hẹn từ quan điểm của liverpool rằng họ có những cái tên như thế để xem xét ngay bây giờ trong một thời gian dài có vẻ như họ muốn có một tình cảm gắn bó thì đó luôn là guerra tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của alonso đã cho thấy rằng không nhất thiết phải như vậy và họ có thể hướng đến một người từng chơi cho câu lạc bộ cũng như một tư duy kinh ngạc khi nói đến công việc huấn luyện ở khía cạnh đó alonso dường như đã vượt lên guerra Tottenham ngao ngán với sao Chelsea Theo Zidane The đội bóng Bắc London có thể từ bỏ việc theo đuổi trung vệ Jadon. Trevor Chalobah là một trong những cái tên đầu tiên bị loại khỏi kế hoạch của Chelsea sau khi Mauricio Pochettino tiếp quản câu lạc bộ này. Từng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, sau ngôi sao người anh lại rơi vào tình cảnh thất sủng. Chalobah từng tiến gần đến việc gia nhập Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên vì một số lý do thương vụ đã không thể tiến hành trước thời hạn, vì thế cầu thủ 24 tuổi đã phải chờ đợi đến mùa đông để tìm bãi đỗ mới. Bên cạnh bây giờ, Chaloba còn nhận được sự quan tâm từ đại kinh địch của Chelsea đó là Tottenham Hotspur. Đội bóng Bắc London gần như gia cố hàng phòng thủ để tiếp tục giấc mơ cạnh tranh danh hiệu và họ xem Chaloba như là một sự lựa chọn tiềm năng. Tuy nhiên, theo Myro, sức vẫn khá lo ngại về vấn đề thể trạng của cầu thủ người Anh. Chaloba hiện đang dính chấn thương và chỉ có thể trở lại trong giai đoạn đầu năm. Chính vì vậy, Tottenham tỏ ra khá quan ngại về thương vụ này bởi chưa rõ liệu anh có duy trì phong độ thấy sau khi bình phục hay không.